sữa tắm sông trắng Pink Lady Sour mua ở đâu để được hàng chuẩn, hàng chính hãng và dùng nó có thực sự hiệu quả không? Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan, số điện thoại của mình là 0985 78298 và hôm nay thì mình sẽ giải đáp cho mọi người một số các cái thắc mắc về cái sản phẩm Pink Lady Sour. Và có thể nói là đây là một trong những cái sản phẩm mà sữa tắm sông trắng đang hot vô cùng luôn mọi người ạ. Đó, vừa sáng da vừa trắng da, toàn thân mềm mịn da luôn. Đó, và cái này thì nếu mà có thời gian thì sẽ làm những cái video test cho các bạn xem kỹ hơn. Còn hôm nay thì mình sẽ nói để cho các bạn mua được hàng chuẩn chính hãng cái đã. Dù là biết sản phẩm là chưa biết là hiệu quả nó cao hay thấp, nhưng mà đầu tiên là phải được hàng chuẩn, hàng chính hãng để dùng cho nó an tâm, đúng không? Cho nó an tâm, đó, cho nó an toàn. Chứ không có là các bạn lại mua hàng nhái thì rất là phức tạp luôn. Đối với sản phẩm mà Pink Lady Sour thì trên sản phẩm thì nó sẽ có mã tem điện tử. Đó, mọi người sẽ thấy là cái mã tem điện tử ở đây. Thì cái mã tem điện tử này khi mọi người cào ra thì mọi người sẽ chọn tin nhắn và gửi về tổng đài 8077. Thì tổng đài nó sẽ gửi tin nhắn về cho các bạn nếu như hàng chuẩn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người nhé. Thứ nhất, khi mà mua hàng về, mọi người cào cho mình cái mã phù bạc này ra. Sau đó mọi người sẽ chọn tin nhắn vào phần tin nhắn á. Vào phần tin nhắn của mọi người đi ạ. Chọn tin nhắn mới cho mình ạ. Bắt đầu mọi người ghi nhá. Ghi phần nội dung tin nhắn này. CHG. CHG viết hoa nha mọi người, viết tắt của từ chống hàng giả. Dấu cách TQ, TQ dấu cách tức là khoảng trống đấy mọi người, cách một cái là khoảng trống đấy ạ. TQ đó. Dấu cách mã số mà chúng ta cào ra, sau đó gửi đến tổng đài 8077, nếu hàng chuẩn nó sẽ gửi tin nhắn về cho mình. Và đây sẽ là một trong những cách mà chúng ta kiểm tra nhanh nhất và chính xác nhất. Nhiều bạn là cứ bảo là ôi chị ơi, em check mã vạch này nó ra rồi, em check mã vạch này nó không ra. Các bạn ơi, các bạn nhầm lẫn cho mình quá. Các bạn thấy là đối với những hàng Hàn Quốc, Nhật Bản, mọi người nhờ người thân lấy trực tiếp về đi. Nhiều khi các bạn check mã vạch không ra, nhưng các bạn đấy là nhiều khi mua hàng nhái check nó lại ra. Cái mã vạch này nhiều khi là nó chỉ là một cái là để chúng ta phân biệt quốc gia này quốc gia kia. Đó, chứ còn nhiều khi bây giờ mọi người thấy phân biệt bằng cái mã vạch này thì nó không có công dụng. Cái máy nó không hề biết được là mã vạch này là thật hay giả đâu mọi người ơi, nó chỉ biết là cái mã thôi. Đấy, cái mã này thì bình thường có cái mã này mọi người check, nhiều khi là nó ra nhưng mà nó lại hàng nhái. Đâm ra là mình không có thiên nhiều về cái kiểm tra mã vạch này nhá. Mọi người lưu ý cho mình. Tiếp theo mọi người nhìn cho mình này. Đối với cái sản phẩm chuẩn ấy thì mọi người sẽ thấy là cái hộp của nó to, chắc và vuông, đúng không ạ? Đó. Tiếp các bạn cứ đăng ký kênh của mình đi. Đó, đây hôm nay mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người đã, còn tiếp tục mình sẽ phân biệt sản phẩm này cho mọi người. Đấy, giới thiệu xong rồi mình sẽ phân biệt từng bước một nha mọi người. Nên mọi người cứ đăng ký kênh cho mình đi. Hai hôm nữa thôi, hoặc là ba hôm nữa thôi mọi người sẽ có video phân biệt hàng thật hàng giả ngay thôi nhá. Thì cái cách đấy là cái cách mà kiểm tra nhanh nhất. Đó, các bạn chỉ cần tin nhắn về thôi. Nếu mà hàng chuẩn thì nó sẽ về chính xác cho mọi người. Còn chuẩn bị thì mình sẽ có hàng thật hàng giả trên tay luôn. Thì mình sẽ phân biệt từng đặc điểm cho các bạn. Còn đầu tiên các bạn mua về các bạn cứ check mã tem điện tử đi. Đấy, check ra là ok nha mọi người. Không cần phải nói nhiều. Cái sản phẩm này thì công dụng của nó này, nó chiết xuất từ các loại hoạt chất từ trái cây. Ví dụ như là chiết xuất từ cam ngọt, chanh, kiwi. Đó, nó loại bỏ các loại bụi bẩn, tế bào chết và các tác nhân gây hại cho da. Đó, giúp cho da là khô thoáng, thư giãn lỗ chân lông. Đấy, bổ sung các dưỡng chất làm giảm các hắc tố melanin, giúp cho da bật tông và sáng tự nhiên. Đấy, làm cho da chúng ta hồng hào, mở các vết sạm đen, đó, thâm. Đấy, bớt bị mụn lưng. Đó, nên là mọi người dùng mọi người sẽ thấy là bớt mụn lưng đi. Nếu như mà ai mà hay tiết ra mồ hôi rồi là lên mụn lưng. Đó. Sản phẩm này thì các bạn dùng rất đơn giản thôi. Đấy, nếu bạn nào mà đã tắm nhiều loại sữa tắm rồi các bạn cứ thế mà dùng. Còn những bạn nào mà chưa biết thì mọi người cứ cho ra một lượng vừa đủ, sau đó chúng ta thoa lên người, massage tầm 10 đến 15 phút. Hoặc các bạn có thể ủ cho mình, xông cho mình. Đấy, tầm độ thêm độ 30 phút là các bạn có thể rửa lại với nước là ok nha. Tắm lại với nước là ok. Thì cái Pink Lady Sour nó là như vậy. Đó, còn trong những video sau thì mình sẽ giới thiệu tiếp theo. Còn hôm nay mình sẽ chỉ hướng dẫn mọi người check sản phẩm chuẩn và giả thôi, cũng như là mua hàng về. Thì các bạn sẽ thấy là công dụng cũng như là cái sản phẩm này nó có thực sự hiệu quả hay không. Đó, thì nếu mà các bạn vẫn đang còn thắc mắc thì mọi người có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 78298. Mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người về cái sản phẩm sữa tắm sông trắng này nhé. Ok, xin chào cả nhà.